Sandy soil is not normally considered suitable for growing vegetables and fruits. However, in some areas of Ao Lạc or Vietnam, cultivating crops in such soil has proven to be a feasible and effective way to provide a dependable and sustainable source of food. Hello, kind viewers. On this edition of Planet Earth, Our Loving Home, we talk with a group of Ao Lạc Sis, or Vietnamese farmers from Binh Thuan Province, a coastal region in central Ao Lạc, or Vietnam, about their experiences of raising produce in sandy soil. Utilizing simple planting techniques, these diligent farmers have successfully cultivated various vegetables and fruits in sand, including onions, white radishes, peanuts, bananas, coconuts, and mangoes, and so on. We now go to Binh Thuan Province in central Ao Lạc, or Vietnam, to learn more about this unique agricultural method. We start with Ms. Nui, a local farmer, about what she grows in the sandy soil. Chất lượng thì nó ngon hơn, nó đẹp hơn. Đây quanh năm ta ở khu này ta trồng hành là nhiều, chứ còn trồng các loại khác thì nó không lại là ít. Như là hết cái mùa vụ hành này ta trồng ta cải tạo đất là mấy cái vụ khác, ví dụ ta trồng ta chỉ cây đậu phộng hoặc là dưa hoặc là cà đồ đó thôi. Chị có thể cho biết tại sao chị lại chọn cái cách trồng rau ở trên cát? Hồi đó giờ thì em không có làm, nhưng mà có một năm làm chỉ là bán Tết không mà rồi. Thì có một năm làm hơi đẹp á, rồi em làm luôn, thấy người ta làm được em bắt chước em làm. Thì cũng thấy cũng đẹp. Mr. Lake is cultivating a large plot of land with sandy soil. Anh thấy cái hiệu quả của cái canh tác trên cát thế này nó có cao gần bằng như cái canh tác ở trên đồng ruộng bình thường không? Dạ cũng cao chứ. Anh hiện tại anh đang canh tác trên cái diện tích là bao nhiêu sào? Dạ hết đây cũng khoảng 8 sào á. Anh chuyên trồng cái gì trên cái vùng đất này? Dạ chuyên là đậu phộng, rồi cải, rồi hành. Hành là mùa tháng 6. Rồi hàng năm như vậy anh thu hoạch nó được mấy vụ? Dạ một năm như vậy nếu mà trồng cải thì cũng khoảng 4 vụ, 5 vụ. Nhưng mà anh thấy mình trồng trên cát thì nó có ngon hơn so với mình trồng cách thông thường? À, ở đây nếu mà so với đất thịt thì là đất cát này là cái củ nó trắng hơn, nó dài hơn, nó đẹp hơn. Rồi còn đất thịt thì cái củ nó ngắn mà nó không được trắng, nó hơi sạm đen. Through years of practice, these Ao Lạc Sis farmers of Binh Thuan Province have developed a set of effective cultivation techniques for use with sand. Không phải bón lượng phân nó cũng vừa phải thôi, đâu bón nhiều được. Bón phân thì nó vừa phải thôi, chứ mà quá lượng phân thì nó không sống, cây nó chết, nó không sống được. Vậy là chị trồng trên cái đất cát như vậy thì mình có tốn nước không? Đây thì nó nói chung là cũng phải tốn nước, tại vì nước ở đây nó ít lắm, lượng nước đây ít lắm. Trồng các loại rau trên cát như thế này nè bác, thì cái việc mình tưới nước đó thì nó có phải sử dụng nhiều nước hơn ở những cái vùng đất mà thông thường không bác? Không, mình cứ tưới đó, bị nó khô là cứ tưới, dạ. Tự do tưới, mà mùa mưa mình bớt nước, dạ. Là điện nó bớt tốn. Farmers like Mr. Dove have also adopted other measures to keep the moisture in the sand at an appropriate level. Mùa mưa thì tôi lên lãnh cao rồi đấy. Là cho nước nó đi dưới cái lạnh. Còn mấy mùa nắng này là tôi xả bằng xuống, tôi trồng cho nó thấp bớt. Còn tháng mưa phải lên rãnh, không bị không ngập nước. Còn tháng này bắt đầu hạ lần xuống cho nó thấp bớt để mình nhẹ tưới. À, ít khờ tàu điện, tốn điện. À, thôi vậy thôi chứ coi. Đơn giản như vậy, không à, cũng đơn giản à, trong cái gì hết. Còn cà chua muốn trồng cái gì mình cũng phải đúc ra thành con rồi mình mới là nhổ ra mình cái. Cái cũng vậy. Cà chua bất cứ cái gì mà đậu phộng này thì mình mua giống chứ mình không có để giống. Apart from water shortage, growing food in sandy soil also raises concerns about the effects of the winds. How do the farmers overcome this issue?
When we return, we will share more about the experiences of a group of farmers from Binh Thuan Province in central Âu Lạc, or Vietnam, who are cultivating vegetables and fruits in sandy soil conditions. You are watching Supreme Master Television. Welcome back to Planet Earth, our loving home. Today we are speaking with farmers from Binh Thuan Province in central Âu Lạc, or Vietnam, who are raising crops in sand. This unique cultivation technique is very simple and can be practiced by anyone. Sand-based agriculture also helps ensure local food security in those areas lacking rich, fertile soil. The effects of wind on sandy soil are something farmers must address. Cho tôi hỏi, như là nghe nói là cát á, thì nó có hiện tượng là bụi gió cát á, gió trên cát thì thường hay có gió làm cho cát rồi nó bay lên á, thì điều đó nó có ảnh hưởng tới cái hoa màu quanh trồng không? Dạ có chứ, đôi khi gió lớn thì nó cũng bay, nó làm dập cái cây đồ nó cũng... Như vậy thì anh có cái hướng nào để giải quyết nó không? Ở đây thì nó cũng phức bờ, phức ấy rồi, bớt mấy cái đất mà nó hơi cao, hơi trống á, thì nó bị... đôi khi là người ta chặt chà đồ, người ta dừng. Chặt chà, người ta dừng theo hàng. Hay đôi khi trồng cỏ đồ như gì nè, để nó cũng dừng bớt, đỡ gió. The farmers also utilize coconut fronds, which can be found in abundance in their region, to safeguard their crops from the undesirable effects of the wind. Lá dừa. Họ trồng trụ hồi dưỡng lá dừa. Đó, đó họ làm họ rau giá vậy đó. À, lá già, lá dừa họ dựng lên. À, như miệt bên kia là nó phải che lại. Cát thì nó hay bị trôi trợt đi đó anh. Thì làm sao để mà mình làm cách gì để giữ cát lại để cho cây nó bám rễ vào cát để mà trồng được không anh? Nên mình trồng xà lá như gì thì kể như là nó đâu có trôi đâu được nữa đâu. Ms. Nguyet says that the crops grown in sand are quite well received at the markets and are popular because the quality is very high. Chất lượng thì nó ngon hơn. Chất lượng thì nó ngon hơn. Ăn cái gì nó cũng phải thấy ngon hết, cảm thấy nó ngon hơn là hành cũng vậy, mà cà cũng vậy, hay là cái tất cả các gì cũng trái cây, nói chung là về vật chất ở đây là nó đẹp, là nó ngon hơn. Sản phẩm nó ngon hơn tất cả các chỗ vậy. Raising beans in sandy soil definitely has benefits. À, như cái hạt đậu mà bác thu hoạch như thế này á, với lại so với cái hạt đậu mà mình trồng trên đất thịt đó bác, thì nó có khác nhau nhiều gì không bác? Nó khác, bây giờ nó đất thịt thì họ phải cút, họ đứng lên họ mới lấy trái được. Còn ông này là nắm đầu nhổ lên. Vậy là mình canh tác trên đất cát nó dễ dàng hơn. Dễ hơn là bên đất thịt. These diligent and clever Âu Lạc Xê farmers have achieved great returns from cultivating in sand. Cái canh tác của anh trong cái khoảng vườn năm sào này, chuối, dừa, rồi xoài, cộng thêm những cái cây ăn trái như vậy, nó có thông thả trong cuộc sống bình nhìn của người nông dân ở mình ở dưới nông thôn. Nó thông thả. Cái thu hoạch ra nó đủ trong cuộc sống của toàn gia đình mình chứ hả? Đủ hết á. Tôi đây là mới có 2 phần, còn họ là 100% nữa. Yeah. Họ đạt tới 100%. Yeah. À, bây giờ họ có đông con, họ làm, họ trải ra đông. Đó, cho nên họ làm được nhiều, cho nên người ta thu tới 50-70 triệu rồi. Như vậy là nếu mà mình trồng cây trên đất cát như vậy á bác, là có thể là mình có thể là xóa đói giảm nghèo cho những cái hộ nông dân mà sống ở những vùng đất cát như thế này, phải không bác? Đúng rồi. The successful crop yields by these Âu Lạc Xê farmers prove that humans can utilize what is thought to be just unproductive sand to produce high-quality vegetables and fruits and aid in achieving food self-sufficiency. Anh Lê đã trồng được những hạt đậu phộng trên những vùng đất cát trắng, nhưng mà hiệu quả rất là cao. Đây là cây đậu phộng mà anh Lai đã trồng và thu hoạch được một nhóm như thế này.
Với phương pháp này mình có thể giúp mở rộng cho nhiều hộ nông dân xung quanh nhà anh Lai cũng trồng giống như anh mà có thể có thu hoạch hiệu quả được không anh? Được chứ, còn cái này là ở đây họ cũng phổ biến, nhiều người trồng chứ không phải là riêng ở đây, cũng nhiều người trồng rất đạt. Vậy là nếu mà sống trên một cái vùng đất gió cát như thế này mà mình vẫn có thể sinh sống được và mình trồng được những cái loại cây rau ăn quả hoặc là các loại cây rau ngắn ngày và mình có thể làm cho kinh tế mình nó tăng trưởng hơn, nó được có lợi nhuận hơn, phải không anh? À. Dù cát như thế nào à, thì cát thì vẫn trồng được. Our appreciation goes to the farmers of Binh Thonh province, whom we met for sharing their experiences of growing fresh and nutritious vegetables like lettuce and fruits like mango in the sandy soil of their region. May these hardworking cultivators inspire those who have similar soil conditions in their part of the world to also raise a variety of vibrant crops. Thank you for your kind company today on Planet Earth, our loving home, featuring the cultivation of produce in sandy soil. Our show airs every Wednesday on Supreme Master Television. Up next, stay tuned for enlightening entertainment right after noteworthy news. May your life be filled with divine love and light from heaven.